Xin chào tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe những câu chuyện về tình yêu với Hamlet Trương trong radio của Loship, đặt món nào cũng free ship. Tản chăng buồn chi nỗi buồn đến sau, tác giả Tấn Thành. Tình yêu thật đẹp, nhưng đằng sau nó là những nỗi đau đến quặn thắt, mà để đi qua là cả một câu chuyện về những giọt nước mắt và mất mát sâu cay. Có những nỗi đau được gọi thành tên, rồi nhanh chóng nguôi ngoai. Có những nỗi đau vô hình, chỉ một mình biết. Nỗi đau đi qua cùng năm tháng, để rồi có lúc cuộn trào, khoét sâu đến vô cùng. Đành nín lặng, cố nhìn về phía trước, và bước đi, rồi tự nhủ lòng. Đau vậy, chứ đau hơn nữa, thì cũng cam tâm. Ngã rẽ này là ta lựa chọn, để đi thì trách chi đời nghiệt ngã. Người ta bảo khờ dại, ừ thì biết thế, nhưng chẳng thể nói đến lúc rồi dừng thôi. Bởi có khi con tim chẳng còn là của mình nữa, mà là của người dưng. Chút lý trí còn sót lại, chẳng đủ gọi tất cả quay về lúc ban đầu. Em, anh và người ta, chúng ta cứ mãi trong cái vòng luẩn quẩn ấy, rồi lay hoay mãi đến cuối cùng chẳng tới đâu. Hơn một lần em tìm quên, tập quên anh để sống cuộc đời của mình, đi tìm riêng một chân trời mới. Ở nơi đó em sẽ là chính em, không thổn thức những nghĩ suy miên man về tương lai, chính mình rồi sẽ ra sao. Không dằn vặt mỗi đêm với suy nghĩ là người đến sau mang cho anh nỗi đau. Nơi ấy em sẽ không phải đứng hàng giờ đợi anh ở cửa sau. Một tin nhắn chỉ dài ba từ dội dã: hôm nay anh sẽ đến. Nơi ấy em có cho mình cái quyền được phán xét và ghen với bất kỳ ai mà em muốn, mà không phải nghĩ xem mình có được phép làm điều đó hay không. Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai khi đã yêu ai rồi. Những lúc ngồi đợi chờ này ở đâu mà ra, cô đơn này ở đâu mà ra. Trong nhân gian có hai điều tôi muốn biết, một làm sao quên hai em đã yêu ai rồi. Để tôi còn kịp gọi mà chúc cho người ta, có em giữ em chỉ yêu mình em. Chậm nhìn em xa tầm với, tôi đây phải khóc hay cười. Lại là lần sau vui, tôi đây biết vui hay buồn. Bởi tôi đến sau một người, bởi tôi đến sau người ta. Thế nên lời yêu tôi chưa bao giờ được nói. Trở về bên kia người hơi, sống tốt với những tháng ngày. Còn xin tôi đứng nơi đây, nghe sao khóe mi cay cay. Cảm ơn những khi chuyện trò, cảm ơn lúc trao nụ cười. Giúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui lúc tôi ở bên. Còn kịp gọi mà chúc cho người ta, có em giữ em chỉ yêu mình em. Chậm nhìn em xa tầm với, tôi đây phải khóc hay cười. Lại là lần sau vui, tôi nay biết vui hay buồn. Bởi tôi đến sau một người, bởi tôi đến sau người ta. Ôi lời yêu tôi chưa bao giờ được nói. Trở về bên kia người hay, sống tốt với những tháng ngày. Còn riêng tôi đứng nơi đây, nghe sao khóe mi cay cay. Cảm ơn những khi chuyện trò, cảm ơn lúc trao nụ cười. Cho tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui. Trở về bên kia người hơn, sống tốt với những tháng ngày. Còn riêng tôi đứng nơi đây, nghe sao khóe mi cay cay. Cảm ơn những khi chuyện trò, cảm ơn lúc trao nụ cười. Giúp tôi nhận ra xung quanh tôi nhiều niềm vui lúc tôi ở bên người.
Hơn một lần anh muốn từ bỏ tất cả để đến với một nơi xa lạ, chỉ có anh và em. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình thường dưới một mái nhà đầy yêu thương, chứ chẳng phải là những giây phút ngắn ngủi như thế này. Để đến lúc bước ra cánh cửa ấy, chúng ta chỉ là người dân, những người dân cam tâm không đành. Nhưng cả anh và em, chúng ta đã đến với nhau quá muộn, có thể vậy. Người ấy đã đi cùng anh qua những thăng trầm cuộc đời, có với nhau quá nhiều những ân tình chẳng thể nói thành lời. Nó đủ đầy để gắn kết cuộc đời của hai con người với nhau như định mệnh phải thế. Anh ghét cái cảm giác chối lòng, dối người rằng anh ổn, nhưng anh chẳng biết phải làm gì ngoài chịu đựng và trách bản thân quá yếu đuối. Anh cảm ơn em đã đến và đi bên đời anh một đoạn như thế. Anh trân trọng những gì chúng ta đã có với nhau như một điều quý giá trong cuộc đời. Anh nợ em. Em biết, và phải chuẩn bị cho cái ngày anh bước lẹ qua ngõ nhà em với ánh nhìn dội dã. Em yêu anh và chấp nhận tất cả những quyết định từ anh, nhưng nỗi đau là điều em không thể chối bỏ. Anh biết không, em là phụ nữ, thế nên em có kiêu hãnh của riêng mình. Có lúc em muốn dành lấy anh cho riêng em, chỉ em thôi. Với tình yêu dành cho anh, em hoàn toàn có quyền làm thế. Nhưng em cũng biết rằng nếu điều đó xảy ra, thì em vẫn sẽ là kẻ thất bại. Bởi từ khi chấp nhận đi song song cùng anh dưới cái tên nhân tình, thì em đã tự mình bỏ đi đặc quyền được đòi hỏi và dặn lòng chấp nhận đứng chờ anh từ một khoảng cách đủ an toàn cho mối quan hệ chúng ta. Thôi thì đau cũng đã đau rồi, lỡ yêu cứ yêu, chứ quan tâm làm chi ngày sau để tự giày vò thêm nữa. Đến lúc thì mọi chuyện cũng sẽ vào đúng vị trí của nó, không giận hờn, tiếc nuối, bởi cũng chẳng để làm gì. Chỉ mong cùng đi với nhau một đoạn ngắn như thế, rồi hết một đời gặp gỡ. Tảng văn em, anh và chị ấy, trích từ tác phẩm Ai Rồi Cũng Khác. Em là cô nhân tình bé bỏng của anh ấy. Trước cái ngày anh và chị cầm tay nhau thật chặt trong thánh đường làm lễ thành hôn, em trẻ đẹp, học hành đầy đủ, yêu anh ấy bằng một thanh xuân rực cháy. Thế mà em đã thua chị, một người phụ nữ bình thường, không màng ăn diện. Em khóc lóc trong một khoảng thời gian, chị đến đi không đứng nổi. Anh ấy dỗ dành, ủi an, để em không làm lớn chuyện. Và vì yêu anh, em chấp nhận làm cô nhân tình nhỏ, đi song song cuộc đời anh, mà chị đến giờ vẫn không hề hay biết. Chiều nay bọn mình cùng nhau có mặt trong đám cưới của một người bạn chung. Em biết ngày chạm mặt này cũng sẽ tới. Hôm nay em vận một chiếc váy trắng thật đẹp. Em có sức trẻ và có sức thu hút mọi ánh nhìn, nên em tự tin hơn bao giờ hết. Em đến đám cưới một mình, để mọi người đàn ông trên đường đi lẫn trên bàn tiệc đều phải nhìn em ao ước. Anh ấy đến cùng chị, hai người có vẻ mệt mỏi vì chờ gia đình anh chị đã có một cháu trai. Em trong sự lộng lẫy của mình đã nhìn sang chị một vẻ nhìn thương hại. Xem mái tóc chị kìa, xác xơ trẻ ngọn. Xem bộ quần áo thô kệch kia kìa, màu đó là của thập kỷ trước. Xem cử chỉ điệu bộ của chị kìa, quê mùa cứ như vừa được lên thành phố. Em tự hào vì mình quá nổi bật. Anh ấy mê đắm em nhìn trong sự lén lút. Ngày tối nay đưa chị về xong, anh ấy sẽ lại tới trước cửa nhà em gian xin tình yêu cho mà xem. Em bình tĩnh và chờ đợi, tin rằng mình đã chiến thắng chị một cách tuyệt đối. Bàn tiệc ồn ào, mọi người ồn ào, không ai nghe được tiếng lòng thổn thức liên hồi của cô nhân tình nhỏ như em. Cho đến khi tiệc tàn, anh ấy uống say chến choáng, người không còn đủ tỉnh táo để bước đi. Quần áo anh xộc xệch, miệng anh liên tục thốt ra những câu chửi thề và những lời vô nghĩa. Thứ em thấy không chỉ là hình ảnh của anh như vậy, mà sát bên anh là hình ảnh của chị. Chị dìu anh vững vàng như người đã quen với hình ảnh đó. Vừa chịu anh đi, chị vừa dùng khăn lau cho anh. Miệng chị thì thầm, mình ơi, mình đi chậm chậm theo em này. Anh say quá, bất giác chồm dậy nôn vào người chị. Chị không nói gì, dùng khăn lau đi, miệng lại thì thầm, mình ơi, mình có sao không? Rồi chị dìu anh ngồi xuống, nhờ một người bạn trông anh giùm. Sau đó chị bắt taxi, dìu anh lên xe và cùng anh trở về. Em vẫn còn đứng đó quan sát chị và cảm thấy trong lòng mình có gì đó khang khát. Em luôn được ở cạnh anh ấy những lúc anh phong độ nhất, lúc anh ấy quần áo bảnh bao,
chạy xe sang, dùng đồ đắt tiền. Em luôn được ngửi cơ thể anh ấy thơm tho mùi nước hoa, cùng anh ấy đến những chỗ vui chơi nhộn nhịp. Chị thì luôn ở cạnh anh ấy những khi anh ấy thê thảm nhất. Chị đón anh ấy ở nhà, nhận lấy những bộ quần áo dơ, những mùi khó ngửi. Chị chịu cả những lời buồn nếu một ngày của anh diễn ra không như anh ấy mong muốn. Em yêu anh ấy bằng bề nổi của một người đàn ông hào hoa. Chị yêu anh ấy bằng góc khuất của một người đàn ông thành đạt. Em yêu anh ấy ồn ào màu sắc. Chị yêu anh ấy không màu, cam chịu. Em yêu anh ấy quan dại, giận dỗi. Chị yêu anh ấy ủi an, gần gũi. Em sẽ nổi giận nếu anh ấy đến trễ chuyến đi chơi. Chị sẽ xót lòng nếu hôm nào nhiều việc anh về muộn. Em là bạn đường, chị là bạn đời. Em lấy gì để thắng chị đây? Hương vị yêu đương thoáng trong tim như là cơn gió đêm. Không một câu tha thiết van xin, nhưng lòng ta khó quên. Muốn đời anh mãi mãi yêu em, nhưng là yêu trong giấc mơ thôi. Cho dù em như áng mây trôi, nhưng còn đầy đôi mắt luôn mong đợi của anh. Người ơi, yêu đương chỉ cho lòng thêm đau, chớ trách xuyên số khiến cho ta phải mang hận sâu trong đời. Và con tim không bao giờ tan vỡ nếu biết rằng khi yêu chúng ta không hề hối tiếc. Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Đừng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim. Trước khi kết thúc kỳ radio này, tôi muốn chia sẻ với các bạn cùng tâm sự.
của bạn Hằng 1189 gửi về cho chương trình. Cuộc đua nào cũng có điểm đích. Trên chặng đường đua, tất yếu sẽ có kẻ vinh quang tung cờ chiến thắng, còn kẻ thua cuộc tự ủi an lòng mình, cố gắng trong mọi cuộc đua khác. Chuyện tình mình có khác cuộc đua kia không hả anh? Khi mà anh dù chiến thắng vẫn không thể tung hô mình là số 1, còn em là kẻ thua cuộc, chỉ lấy nước mắt để âm thầm sống tiếp phần đời còn lại. Chẳng thể hứa hẹn gì chỉ một kết thúc tốt đẹp, và bắt đầu là những tiếng cười tinh khôi, an lành. Em sẽ vẫn cố gắng cho cuộc đua tình cảm khác, hay sẽ chỉ dừng lại ở đây, với vị trí là kẻ đến sau, rồi nâng ly rượu nồng mà chúc mừng chiến thắng của anh. Chắc đắng quá đúng không? Thôi thì em xin trả lại anh. Trả lại anh những chuỗi ngày bình yên, những ngày ngô của thời áo trắng tung bay trong gió. Trả lại anh những cái nắm tay siết chặt của mối tình thơ dại. Trả lại anh con đường đầy nắng vắng của những cơn mưa rào ngày hè. Trả lại anh khung trời hẹn ước. Trả lại những giấc mơ dang dở, những mơ mộng tan tành như ngọn lửa bất chợt gặp một cơn mưa. Để rồi cái sót lại là tro tàn, cái mất đi là những con tim chớm lửa hồng. Chúng ta lao vào nhau trong một nỗi chia lìa, tác giả Anh Khang. Như hai đường thẳng song song bất chợt gặp phải hiệu ứng của ống kính fisheye, lập tức bị bẻ cong trong thoáng chốc. Chúng ta gặp nhau nơi giao điểm tình cờ của lần đầu và duy nhất ấy. Anh không thể gọi em là người yêu, và em cũng chưa một lần nắm tay anh thật chặt mỗi khi vội vã băng qua những con đường tất bật dễ lạc nhau. Dễ hiểu, bởi chúng ta chưa bao giờ yêu nhau theo đúng nghĩa trọn vẹn nhất của thứ tình cảm thiêng liêng này. Nhưng không có nghĩa là anh không dành một góc rất riêng trong trái tim để thương em bằng hết sự dịu dàng. Cũng như đâu đó trong nỗi nhớ của em vẫn đã từng có anh lưng chừng hiện diện. Có điều, bằng ấy vẫn chưa đủ, chưa bao giờ đủ cho cả anh và em, những đứa trẻ cạn nghĩ, luôn biển quặt mình trong mớ hỗn độn cảm xúc bấp bênh và bất khả tư nghị. Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta đã suy diễn hàng trăm lý do để buông tay, để lỡ khi cảm thấy những bình yên nhợt nhạt này bị khỏa lấp, tự khắc anh và em sẽ biết đã đến lúc chia lìa. Có những tình yêu để đi tìm niềm hạnh phúc trọn vẹn và cái kết đẹp đến tận cùng, nhưng cũng có những tình yêu chỉ để nhận ra rằng chúng ta không thể thuộc về nhau. Dù đều hiểu trong trái tim mỗi đứa vẫn đập khẽ khàng khi buộc phải quay lưng bỏ lại những kỷ niệm chưa mới thành hình phía sau mình. Tình yêu của những người dưng trót nở nặng lòng vì nhau. Em bước đi trong một chiều mưa che mất nắng, thế nên căn phòng nhỏ của hai đứa mình không giữ nổi chân em, bởi không còn chút bóng nắng nào dưng dớt sót lại sau lưng đủ khiến em bận lòng. Chỉ anh và bóng tối bất chợt đổ ập xung quanh, đóng sập mọi cửa sổ ký ức, chỉ dành riêng một khoảng trống vừa cho một người nhặt nhạnh từng kỷ niệm chỏng chơ. Không thể phân biệt nổi đâu là tiếng mưa, đâu là tiếng bước chân em đang gõ nhịp đều đặn, dàn tiếng lạnh tanh bên ngoài. Anh chẳng buồn gọi lại. Em bước đi không phải vì tình yêu anh dành cho em không đủ lớn, mà bởi em còn quá trẻ con để có thể nhận nổi cho riêng mình thứ tình cảm đông đầy và hằn sâu đến thế. Em chỉ cần một người yêu em vừa phải, một nỗi nhớ vừa phải và một sự hứa hẹn vừa phải, những thứ mà em cũng có thể sẽ vừa phải để trao lại. Vì em như mặt trăng, hoàng hôn để sáng, bình minh để tàn, không một ai có thể níu giữ được một khi em đã nguội lòng muốn tắt thứ ánh sáng bạc mê mị kia đi, kể cả anh. Anh nhìn em bước đi không phải vì đã cạn lòng và trùng chân sau những tháng ngày đầy hồ nghi bên nhau, chỉ đơn giản anh biết mình chẳng có quyền níu giữ mối quan hệ không ràng buộc này. Thế nên buông tay em là điều anh cần phải làm trong những phút cuối cùng còn gần nhau, để đóng trọn vai trò của một người dưng từng nặng lòng chị em và lưng chừng thương em. Anh nhìn em bước đi, tự hỏi nỗi đau này đến bao giờ em cảm thấy. Bởi nếu có khoảnh khắc ấy thật, thì xin em hãy thản nhiên và nhẹ lòng, đừng hoài công xao động vì những điều đã qua chưa bao giờ tồn tại em nhé. Chẳng phải ngay từ giây phút đầu nông nổi, hai đứa đã tự hiểu rằng chúng ta lao vào nhau trong một nỗi chia lìa, cho nên đã đến lúc anh và em phải trả lại cho những ngày bên nhau ngắn ngủi ấy bằng bước chân quay đi và buông tay phân kỳ. Đôi lúc phải cảm ơn người thứ ba
văn của nhà văn Anh Khang. Anh chưa hề gặp anh ta. Nếu có, quả chăng chỉ là hình ảnh tròn đầy của anh ấy trong khóe mắt của em, mỗi lần né tránh những câu hỏi từ anh và lơ đãng ngóng như một khoảng trời xa lạ. Nhưng dẫu gì, anh cũng nợ anh ta một lời cảm ơn. Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình của hai chúng ta, để anh và em hiểu được rằng đã không còn khái niệm duy nhất trong nhau, đã không còn những tin nhắn cuối cùng dỗ về trên giấc ngủ hay nỗi nhớ chỉ dành cho một nơi trốn đi về quen thuộc. Sớm hay muộn, anh cũng cần trả em lại với bình yên thực sự. Nếu em đã không thể tìm thấy điều đó bên anh, và em cũng cần trả anh lại với hiện thực, để anh tự thấy rằng hạnh phúc tưởng chừng đã có, tất cả hóa ra chỉ là tạm bợ. Em yêu anh hay chỉ yêu thứ tình cảm được cảm nhận từ anh cũng không còn quan trọng, bởi con đường trước mắt đủ rộng và dài để em hiểu hết ý nghĩa của thương yêu, dù với bất kỳ ai chăng nữa. Chẳng ai buồn chắc chiêu những ngày cũ, giữ lại chút nhói lòng đã thừa thải, để biết rằng bước tiếp cho hiện tại là đúng hay sai. Chẳng ai buồn níu kéo một bàn tay đã từng đang cho gió ấm áp, đã từng nghĩ chẳng thể tìm đâu hơi ấm khác, giờ cũng chỉ ngơ ngác nắm lấy những chua chát đến trống không. Chẳng ai buồn. Bởi từ bao giờ tình cảm đã trở thành thứ thói quen thường nhật, yêu như cách mặt trời thức sáng mỗi bình minh, rồi nặng nề cất mình cho tròn một nghĩa vụ. Ngày tiếp nối ngày cả triệu năm, vẫn cứ mãi miết theo một lịch trình bất di bất dịch. Dĩ nhiên, hai đứa còn quá trẻ và dùng dại trước thời gian, chẳng thể kiên định để giữ lại thứ miên duyên như tự nhiên giống chỉ vĩnh hằng. Có chăng chỉ giống như một sự luẩn quẩn của quán tính đều đặn, cứ đêm hết là ngày sáng, cứ choàng tỉnh là nhủ lòng lại một ngày yêu khác nữa. Thế nên những nụ cười nhạt dần và cưỡng cạo, những cuộc chuyện trò bắt đầu sao nhãng bởi những chen lẫn hình bóng của một cười, khiến em bất chợt ngẩn ngơ. Dù anh vẫn đang ngay sát cạnh, chỉ cần chạm tay thật gần sẽ đánh thức những giấc mơ đồng sàng dị mộng. Vậy mà chẳng đứa nào tới lay tỉnh nhau. Mà có lẽ cũng đã đến lúc cần thức dậy để thôi tự chối lòng cho những yêu thương đã cạn, những hẹn hò đã ngán, và những chán trường đã thừa thải đến độ chẳng màng quả lấp đi. Tình yêu của em không đủ nhiều để phung phí cho những phút yếu lòng nông nổi, mà nên riêng dành cho một người xứng đáng, và trong trường hợp này đó là người thứ ba. Bởi chính anh ta giúp em nhận ra yêu thương thật sự không cần mặc cả với thời gian. Chừng ấy năm chúng ta quen nhau cũng không thao thiết bằng một khoảnh khắc trái tim em lạc nhịp vì anh ấy, và cũng càng không lệ thuộc vào không gian khi em vẫn rất cần bên anh, những nỗi nhớ đã mang trao về một khung trời khác. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ cho anh biết rằng buông tay là sự lựa chọn duy nhất khi anh không còn là duy nhất trong em. Cảm ơn một người thứ ba để biết đâu thật sự là nơi bình yên ta thuộc về. Dù rằng anh không đau kêu
Nhiều người yêu anh vẫn cứ đến nhưng lòng anh không nhớ đến. Còn người anh yêu vẫn cứ bước xa rời anh không thể quên. Mà vì sao lòng anh còn đau dù anh đã thôi không tin em từ rất lâu. Mỉm cười thật tươi để chẳng có ai nhận ra anh yếu đuối. Rồi khi không ai mới nghe tiếng anh khóc thương nhớ người. Nhìn đâu đang từ đâu về đây sẽ nát trái tim. Nhưng lòng anh không nhớ đến. Còn người anh yêu vẫn cứ bước xa rời anh không thể quên. Mà vì sao lòng anh còn đau dù anh đã thôi không tin em lâu lắm rồi. Mỉm cười thật tươi để chẳng có ai nhận ra anh yếu đuối. Rồi khi không ai mới nghe tiếng anh khóc thương nhớ người. Niềm đau đang từ đâu về đây sẽ nát trái tim. Tình yêu mà không một ai trong chúng ta, không ai được vui đâu. Trà chiều cùng sư tử, truyện ngắn của Hàm Đế Trương. Mất mát. Nghĩa trang vắng vẻ, sư tử đứng trước mộ của Hoa. Gương mặt xinh xắn nay chỉ còn là tấm ảnh trắng đen trên gạch đá lạnh lẽo. Cô không dám đến đám tang của Hoa. Sau ngày buồn đó, thật lâu cô mới lặng lẽ đi thăm mộ Hoa một mình. Hoa mất khi chỉ chừng 25 tuổi trong một tai nạn giao thông, một cái chết gây bàng hoàng cho tất cả những ai biết chuyện. Đây không phải là lần đầu tiên sư tử suy nghĩ về sự sống và cái chết. Ngày còn đang rất trẻ, cô đã nhiều lần rơi nước mắt trong đêm. Khi nghĩ về cái chết, cô tự hỏi ngàn lần tại sao có ngân hà, có mặt trời, có trái đất. Rồi sự sống được ban phát cho con người, họ phát triển cho những thứ khác trong cuộc sống bắt đầu. Nhưng khi họ chết, họ sẽ đi đâu? Khi đó, mọi thứ chỉ đơn giản là kết thúc, là biến mất. Kể cả những dòng chữ này, những suy nghĩ này. Tự dưng nghĩ đến một ngày mình sẽ tan biến vào hư vô, như chưa từng có gì xảy ra. Không bạn bè, không gia đình, không rạp chiếu phim, không âm nhạc, không sách vở. Suy nghĩ đó làm sư tử đôi lần lạnh sống lưng. Và mỗi lần thức giấc đối với cô là một niềm may phúc để tận hưởng. Cô quá yêu đời, quá yêu những gì đang có. Hoa là bạn gái cũ của Thành. Ngày anh chia tay Hoa để đến với sư tử cũng là ngày Hoa gặp tai nạn. Câu chuyện đó dù không phải lỗi của cô, nhưng sư tử dây dứt lắm. Cô cảm thấy nếu mình thực sự đến với Thành lúc này sẽ là một tội ác với Hoa. Sư tử đã xin Thành cho cô thời gian suy nghĩ, để tạm thời quên đi những chuyện không may. Cô nhanh chóng tạm dừng mọi công việc để sang Mỹ nghỉ ngơi cùng gia đình. Cô muốn bình yên. Sau hơn một tháng du lịch, sư tử trở về với bộn bề công việc ở công ty của mình. Trong ánh nhìn cầu khẩn của sếp, vì không có cô mọi thứ loạn xà ngầu cả lên. Sư tử bắt tay vào việc nhanh chóng như khi cô rời đi, và chọn một ngày nắng đẹp để mang Hoa đến mộ. Cô chỉ đứng lặng im, nghe rõ cả tiếng gió thổi qua đám lá cây xào xạc, cái nắng vàng nhợt nhạt. Cô không cho Thành biết gì về sự trở về của mình, nhưng rất nhanh chóng thông qua những người bạn thân, Thành cũng hay tin. Anh nhắn tin và gọi điện liên tục cho sư tử, nhưng cô không nghe máy. Cô chỉ lặng lẽ xin. Sư tử không hiểu nổi vì sao mình cứ phải vướng vào những chuyện tình không có kết quả. Cô xinh đẹp, tự tin, thậm chí là tự kiêu, thông minh, bản lĩnh. Chỉ có điều cô không có duyên hoa cho một tình yêu trọn vẹn. Lúc cô yêu người ta thì người ta đã có gia đình. Lúc người ta yêu cô thì cô cảm thấy chán ngán. Lúc cả hai cùng có cảm giác với nhau thì sẽ luôn có một người thứ ba chen vào. Sư tử dần mất niềm tin vào tình yêu. Cô nghĩ duyên phận chỉ là cách nói khác của việc đùa cợt nhau. Cô nhớ Thành hay đến vào những buổi chiều. Khoảng thời gian trong lòng cô có một chút gì đó chậm chạp. Bởi cả ngày thì mệt mỏi, tối thì dành hẳn cho nghỉ ngơi. Đến buổi chiều sư tử mới có nhiều thời gian ngồi suy nghĩ. Có lúc về nhà xong, cô
Cô không vội thay quần áo, tự rót cho mình một tách trà, lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ. Phía bên kia là những dãy nhà san sát, là ánh đèn bắt đầu thắp sáng và cả những cánh chim bồ câu về trên gác mái. Cô chỉ ở một mình nên những quang cảnh này rất ít khi cô chia sẻ với ai. Thành ít khi báo trước, anh chỉ đến và đứng trước sân nhà cô. Có khi sư tử không có nhà, Thành vẫn đứng đó. Anh cũng nhìn những cánh chim bồ câu bay về trong hoàng hôn. Đơn giản là khoảnh khắc đó anh cảm thấy mình được dừng lại sau những khi đeo đuổi tình yêu miệt mài. Một chàng trai hay đứng trước sân nhà làm khó khăn cho cô gái bên trong nhiều lắm. Nếu cô không yêu anh, trong lòng cô cũng không tránh khỏi bồi hồi. Cảm giác bồi hồi lâu ngày có thể trở thành tình yêu bất cứ lúc nào. Những kẻ ghét nhau còn có thể yêu nhau nữa là gì? Còn nếu cô đã yêu anh thì đáng buồn hơn. Hình ảnh đó sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng cô, đến trọn kiếp không bao giờ quên. Và nếu chàng trai sau đó không thể làm cho cô những điều nhỏ nhặt như nao lòng đó, cô sẽ không bao giờ yêu được nữa. Sư tử dùng những buổi trà chiều để suy nghĩ, còn Thành hay dùng những buổi trà chiều để phá vỡ dòng suy tư của sư tử. Anh cứ đến rồi nhấn chuông, nhắn tin, dồn dập và nhiệt thành. Thành đã có người yêu, nhưng anh không thể tránh được cơn say nắng với sư tử. Anh không ngăn được lòng mình trước một cô trưởng phòng quyết liệt và giỏi giang. Sư tử bước vào công ty một cách ngang ngược, nhưng được duyệt. Sư tử có một lòng kiêu hãnh ngút trời, và may mắn thay là cô có đủ tài năng thực sự để người ta dù ghét vẫn phải chấp nhận sống cùng lòng kiêu hãnh đó. Để đạt được mục đích, sư tử có trăm phương ngàn kế, những bản kế hoạch công việc xuất sắc, những chiến dịch xuất thần ngày càng củng cố vị trí của sư tử trong công ty. Thành chỉ là nhân viên của cô. Thành không có gì nổi bật, chỉ có duy nhất một điều, Thành nghe mọi điều sư tử nói. Sư tử cứ ào ào, Thành lặng lẽ nương theo. Sư tử nổi giận, Thành êm ái chịu đựng. Sư tử đóng cửa nhà, Thành đứng đợi hàng giờ. Ngày sư tử mở cửa nhà cho anh cũng là đêm Thành có thể chiếm trọn trái tim của cô. Thành nấu ăn rất ngon, Thành cắm hoa rất đẹp. Thành có gu hưởng thức âm nhạc điện ảnh rất phù hợp với sư tử. Thành biết chăm sóc và quan tâm chi tiết. Nói chung, Thành không có gì để chê, chỉ có một điểm duy nhất là Thành đã có hoa. Có một hôm, sư tử mời Thành ngồi vào bàn trà chiều của mình. Chuyện với hoa anh sẽ giải quyết thế nào? Cô uống một ngụm trà như một người chiến thắng. Anh sẽ chọn một ngày nói cho hoa hiểu. Thế còn gia đình hai bên, chẳng phải các người được gả cho nhau từ mối giao tình của hai người cha? Sư tử nói giọng mỉa mai theo kiểu thời nào rồi mà còn chuyện ép gả con cái. Nếu không gặp em, anh có thể đặt khác. Ý của Thành là nếu không có cô thì anh thậm chí sẽ ủng hộ chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Anh nói bản thân mình rất lười nhác trong việc xác định tình cảm. Trả lại, ba mẹ anh ngày xưa cũng được gả cho nhau dẫu chưa từng biết mặt. Có khi như thế lại hay. Mình chỉ là giản lược đi bước tán tỉnh ai đó để đến thẳng với một chương khác của cuộc đời. Nhiều người vẫn thế và vẫn hạnh phúc đấy thôi. Em không thể làm người thứ ba mãi. Anh hiểu rồi. Câu nói anh hiểu rồi của Thành tiếp diễn gần nửa năm. Thành mềm yếu, không nỡ nói những lời đó với một cô gái hiền lành như Hoa. Chốn cũng bắt đầu yêu thương anh thật sự. Sư tử yêu và thể hiện tình yêu rất mãnh liệt. Ước muốn chiếm hữu rất cao. Tất cả những gì thuộc về tình cảm, cô đều làm quá nó lên một bậc. Yêu tột cùng, hận tột cùng. Trên thế gian, sư tử là kẻ may mắn vì trải nghiệm yêu thương lúc nào cũng đầy hứng khởi và say mê. Nên cô mới biết làm người thứ ba là khổ sở lắm. Mình giành giật người yêu từng giây trong suy nghĩ. Mỗi lúc họ chạm vào mình cứ nghĩ đến lúc họ chạm vào người khác. Lúc họ hôn mình thấy cả lúc họ hôn người khác. Tình yêu muôn đời là thứ không thể sẻ chia. Chuyện Thành chưa biết. Có một hôm, Hoa ghé thăm sư tử. Vừa thoáng nhìn thấy Hoa, tim sư tử đập mạnh. Hình ảnh cô gái nhỏ bé bất lực mà tình yêu thì như một chú chim tự do đang tung đôi cánh bay đi. Hoa không cách nào ngăn lại được. Không thể làm gì khác, sư tử đối mặt với Hoa. Cô mời Hoa ngồi xuống bàn trà chiều trong phòng mình. Em... Hoa cứ nói, đừng sợ, tụi mình là người lớn cả rồi. Em chỉ muốn hỏi, có phải là anh ấy đang yêu chị? Sư tử thấy lòng mình trùng xuống. Cô cảm thấy thương cho người con gái này biết là bao. Chị xin lỗi, chị có thể hứa cho em một điều không? Hoa ngập ngừng. Rời xa Thành đúng không? Chị... Không, hãy làm cho anh ấy hạnh phúc. Hãy hạnh phúc luôn cả phần của em nữa. Em không giữ được Thành đâu chị ơi. Anh ấy sẽ đi một sớm một chiều thôi. Nhưng em thương Thành đủ để làm người ở lại. Thấy sư tử lặng im, Hoa khép nép đứng dậy. Thôi em về, cảm ơn chị. Bình trà này rất thơm. Cô gái nhỏ rời khỏi bàn trà chiều, bỏ mặc sư tử ở lại trong ngổn ngang.
cô nhìn qua khung cửa, lại một hoàng hôn buông trên phố, buông trên lòng người. Từ khi nào mà chị yêu thương một người đàn ông lại trở nên khó khăn đến như thế này? Ta kính người một thước, người nhường ta một trượng. Hoa đã đẩy sư tử cho một tình thế không biết phải làm sao. Cô ước chị Hoa hét vào mặt cô, đánh cô, chửi cô. Có lẽ nếu Hoa làm vậy, cô sẽ dễ dàng quyết định hơn. Khi bị kích động mạnh, cô sẽ tàn nhẫn dễ dàng hơn. Nhưng đằng này, quyết định. Thành ngồi bên bàn trà chiều, gương mặt trạng trở vì sư tử đã chấp nhận gặp anh sau nhiều ngày trốn tránh. Thành say mê cô trong từng lời nói, từng cử chỉ, điều mà ai cũng có thể nhìn thấy từ ngày ấy đến hôm nay. Mời anh. Cô rót cho anh ly trà gạo. Cảm ơn em, anh uống thử một ngụm xem. Thành dù sốt ruột muốn nghe câu trả lời, nhưng vẫn nghe lời cô. Tách trà nóng thơm làm chịu lại những mong cầu chánh choáng. Em xin lỗi, câu trả lời của em là không. Tại sao? Lòng tự trọng. Có thể anh nghĩ điều đó là điều bất hợp lý trong tình yêu. Em cũng từng nghĩ mình có thể đánh mất nó vì anh. Em vẫn rất yêu, nhưng hiện tại em không thể chấp nhận anh. Thành cúi mặt, cảm thấy xấu hổ vì cái chết của Hoa như mới vừa hôm qua. Anh hiểu. Hai người lớn dùng trà chiều, trở lại nhìn qua ô cửa sổ thay vì nhìn vào mắt nhau như ngày ấy. Có những cuộc tình ra đi không chỉ một người hết yêu một người, chỉ biết đổ cho số phận. Những gì Thảo nói ở Ấn Độ đều đúng, nhưng chỉ đúng một phần. Cô vẫn chưa bao giờ thừa dõi bản thân mình. Cô rất yêu anh, nhưng cuộc sống này còn có những thứ cao hơn tình yêu. Mà nếu đánh mất nó, người ta sẽ luôn cảm thấy mình thấp kém, dù có hạnh phúc ra sao. Thành chào sư tử, đội chiếc nón lưỡi trai bạc màu cùng nét mặt ủ rũ mệt mỏi ra về. Anh đi chậm rãi, thấy lòng mình chết đi một nửa. Thành gọi lớn tên cô, khi anh đứng trước sân nhà cô, đúng vị trí đã chờ đợi cô bao năm dài. Xung quanh nơi anh đứng, có những cánh hoa dại ngày đó bây giờ đã là những nụ hoa tươi màu khoe sắc. Sư tử nhìn xuống từ ô cửa sổ, như những năm tháng cũ. Cô thấy chàng trai trẻ mình đã rất yêu, đứng đó, nhưng ánh mắt anh không còn sự mệt mỏi ban nãy. Anh sẽ đợi em, bao lâu cũng được, Thành nói giọng lên. Sư tử quay người vào trong, để anh không kịp thấy những giọt nước mắt đang nhỏ thành dòng. Tảng văn giá trị của nỗi đau. Tuổi trẻ, tình yêu của bạn cũng như một bản ghi âm của ca sĩ, không nên sạch sẽ quá, khô cứng quá, quy tắc quá. Cảm xúc một chút, tì chết một chút, không hoàn hảo một chút mà đáng nhớ. Anh ơi, em đau khổ quá, làm sao để thoát ra? Tôi vẫn thường nhận được những lời kêu cứu như vậy trong nhiều năm. Có khi là một tình yêu đơn phương, có khi là sau chia tay, có khi là mệt mỏi quá không muốn sống nữa. Cảm giác đau khổ rất khó chịu, tôi biết chứ. Có những dòng suy nghĩ khi đã bắt đầu sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi bạn ngủ quên đi. Buổi sáng thức dậy trong mệt mỏi, ăn không muốn ăn, nói chuyện cũng lười. Dù cả ngày có khi chẳng làm gì, nhưng chưa bao giờ thực sự là nghỉ ngơi. Vấn đề luôn còn đó, gây nhức nhối mà không thể giải quyết. Chỉ muốn sớm kết thúc những cảm giác này. Tôi có một cô bạn, trên tai đầy sẹo. Đó là vì những lần cô không thể chịu nổi dòng suy nghĩ đó, mà phải chọn cách cấu vào chính tai mình, để cảm giác đau đớn thể xác sẽ lấn át nỗi đau tinh thần kia. Tôi có một anh bạn vùi đầu mình vào thinh lặng, lầm lầm lì lì đi về mình ên mỗi ngày. Nhưng nếu có một lời khuyên, tôi sẽ nói những chuyện này rồi sẽ qua. Đó chưa bao giờ là một lời sáo rỗng. Sự thật là nó sẽ qua. Không ai vui vẻ mãi, cũng không ai buồn bã mãi. Như sau một đêm mưa dai dẳng, người ta sẽ thấy những mầm xanh nhú lên từ đất ướt. Nhưng sau những ngày ẩm ương, người ta lại thèm khát một sự bật lên mạnh mẽ, hào hứng với cuộc đời. Có lên có xuống, có thăng hoa có lụi tàn, đó là sự kỳ diệu của vô thường. Tôi từng nói với anh bạn trong câu chuyện trên, thật ra nỗi đau có một giá trị, đó là nó cho con người ta cảm nhận rõ rệt rằng mình đang sống. Khi bạn đứt tay, vết thương nhỏ máu hồng, bạn cảm thấy ngay lập tức
tất cả những bộ phận khác của cơ thể đang hướng về phần tổn thương, tìm cách xoa dịu nó. Rồi bạn suýt xoa, thấy rõ ràng những cảm giác, cảm xúc đang hiện hữu. Đó chính là cuộc sống. Tương tự, một nỗi đau tinh thần sẽ cho bạn những cảm nhận sâu sắc về sự tồn tại của mình. Những đứa trẻ không hạnh phúc sẽ lớn lên mạnh mẽ hơn hẳn. Một nhân viên chịu khó nhận thiệt thòi về mình sẽ luôn có kinh nghiệm hơn. Cuộc tình này kết thúc trong sự khờ dại, để cuộc tình sau mình yêu nhau trong sự trưởng thành. Một người này ra đi là để một người khác phù hợp hơn, xứng đáng hơn sẽ đến. Những nỗi đau luôn mang đến sự lớn khôn, dù cảm giác đó mang đến có khó chịu bao nhiêu. Sau một thời gian bình tâm, bạn sẽ mỉm cười bước ra thế giới. Nỗi đau sẽ cho người thông minh biết cách để không gặp lại nó một lần nữa. Như cô bạn tự cấu cho tay mình chỉ cuộc tình cũ, nay đã có một chàng trai khác nắm lấy đôi tay cô chân thành. Cô sẽ muốn cảm ơn người bội bạc nếu họ không đẩy cô vào con đường cùng. Cô sẽ không thể đến với bến bờ yên vui. Vậy nên nếu bây giờ nỗi đau đang hoành hành trong tâm mình quá, hãy cho phép đối diện nó. Hãy nói nó, bài học mày muốn dạy tao thật sự là cái gì? Cẩn trọng hơn, lý trí hơn hay là buông bỏ? Một cuộc đời có nhiều nỗi đau chẳng hơn một cuộc đời trơn trắng, nhạt nhòa. Tảng chăng một định nghĩa khác về tình yêu. Nếu nói về tình yêu, có hàng trăm hàng ngàn kiểu. Có những kiểu đầy trải nghiệm thực tế như câu chuyện của một kẻ đa tình mà bạn nghe được. Cũng có những kiểu đầy tưởng tượng như trong tiểu thuyết và phim ảnh. Mỗi người sẽ có một định nghĩa của riêng mình khi họ bắt đầu biết tương tư một con người khác vào thời điểm nhạy cảm nhất của tuổi trẻ. Năm tôi 19 tuổi, tình yêu là một sự đau đớn khi tôi đem lòng thương mến một người không dành cho mình. Lúc đó, tôi hay bạn đều sẽ làm những điều khờ dại nhất, điên rồ nhất mà đáng nhớ nhất, chỉ để chứng minh tình yêu của mình không cần biết ngày mai ra sao. Sự thất bại trong tình yêu đầu đời cho chúng ta trải nghiệm đầu tiên về cảm giác tình yêu đơn phương một chiều thương nhớ. Năm tôi 22 tuổi, tình yêu là một sự trả đũa. Tôi nhất quyết dùng trí thông minh, sự tính toán để có được người đó. Nhưng ngay khi tôi có được họ, cảm giác trong lòng tôi là đánh mất một thứ gì đó lớn lao hơn cả, chính là bản thân mình. Rồi tôi nhận ra tôi chẳng yêu họ nhiều như tôi tưởng, chỉ là một quá trình dài của giành giật, đổi chác, thất tính. Chúng tôi buông tay nhau trong mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng. Năm tôi 25 tuổi, tình yêu là một sự ngộ nhận. Một con người khiến tôi cảm thấy bình yên khi ở cạnh, có thể sẻ chia nhiều điều về sở thích và sợ hãi một ngày nào đó sẽ không còn bên nhau nữa. Chính lúc nhận ra sự gắn bó chui chẻ dễ thương đó, chúng tôi chia tay. Vì chúng tôi nhận ra mình đã đi một con đường dài, rồi phát hiện ra mình đang yêu lầm một tri kỷ. Cảm giác vui vẻ đó không thể thay thế cho những đam mê cháy bỏng được hòa vào nhau của hai người đang yêu. Chúng tôi chỉ thiếu một chút, và là thiếu tất cả. Năm tôi 28 tuổi, tình yêu đầu đời đã đến, và tôi nghĩ mình sẽ định nghĩa nó tương đương với sự phát hiện. Bạn cứ tưởng tượng đó là một buổi chiều, và bạn đang bình thản ngồi trong một quán cà phê nhỏ xinh. Bạn với khung cảnh đó như hòa làm một, mọi người rất đông đúc và qua lại liên tục. Lúc đó, tuy bạn ở trong một không gian náo nhiệt, nhưng không ai quan tâm đến bạn cả, trừ lúc bạn yêu cầu. Và khi bạn có một tình yêu, người đó sẽ phát hiện ra bạn. Họ sẽ đến ngồi cùng, nói với bạn về tách cà phê, những ngọn đèn, và tương tự là những câu chuyện nhỏ nhặt, không đầu, không cuối. Họ cảm thấy bị thu hút một cách tự nhiên bởi tính cách của bạn. Họ thích mọi thứ ở bạn, và ngược lại, bạn cũng say mê những thứ trong cuộc sống của họ, và cả những thứ trên người họ. Giống như vậy, yêu là phát hiện ra nhau, chấp thuận cho người kia bước vào trong thế giới nội tâm của mình, rồi cho phép họ vân ve những thứ trong đó. Thỉnh thoảng họ cũng làm đổ dở đồ đạc, nhưng không sao hết.
tôn trọng và quan tâm cảm xúc của nhau một cách chi tiết và có những câu chuyện riêng chỉ hai người mới biết. Trong thế giới đó, bạn có những luật lệ riêng, có những cách gọi riêng và cả những dự tính tương lai xa vời đầy màu sắc. Đến cuối cùng, nếu đúng là một người dành cho bạn, thì bạn sẽ có cảm giác nếu không phải là họ, thì bạn sẽ không bao giờ được tìm thấy. Tình yêu đích thực sẽ khiến bạn cảm thấy đúng như vậy đấy. Như vậy, sau này, nếu đến lúc phải bày tỏ tình yêu, thay vì nói anh yêu em, có lẽ chúng ta nên nói rằng anh đã phát hiện ra em, nhỉ? Truyện ngắn người thứ ba. Tình yêu chỉ chết đi khi giữa nó có người thứ ba xen vào. Bạn nếu không có người thứ ba xen vào, thì dù thế nào, tình yêu đó cũng vẫn sống. Chỉ trừ phi người thứ ba xuất hiện, không phải để phá vỡ tình yêu ấy. Người thứ ba là người đến và len vào giữa hai người đang yêu nhau. Thường thì người thứ ba bị coi là người phá vỡ hạnh phúc của người khác. Thường thì người thứ ba chỉ xuất hiện khi hai người có một khoảng trống không làm sao bù đắp nổi. Khi người thứ ba đủ mạnh, sẽ khiến một trong hai người kia trở thành cựu người yêu. Đôi khi, người thứ ba chỉ là một cơn say nắng, hoặc người thứ ba chỉ đến trong thời điểm đó rồi ra đi. Hầu như cảm giác của mọi người về người thứ ba vẫn luôn là ác cảm, bởi họ đến để phá vỡ những niềm tin về hạnh phúc vững bền. Vậy có khi nào người thứ ba sẽ trở thành tác nhân khiến hai người kia yêu nhau hơn? Ví dụ, người thứ ba đến với một trong hai người kia, nhưng là để lấp liếm cho khoảng trống trong hai đó. Ví dụ, khi bạn với người yêu của bạn đang trục trặc và người thứ ba xuất hiện, anh ta hoặc cô ta không tìm cách phá vỡ tình yêu của bạn mà chỉ làm một người sẻ chia. Tôi biết có những người thứ ba như vậy. Cô ta đến với anh ấy khi chuyện tình yêu của anh ấy đang có trục trặc, không phải để chiếm vị trí nào đó trong trái tim anh kia, mà chỉ đơn giản để sẻ chia, để trái tim đang tổn thương kia một niềm tin nữa, như chuyện thần thoại cổ tích vậy. Đã có một thời tôi tin vào những cơn say nắng sẽ khiến hai người đang yêu nhau sẽ yêu nhau hơn nữa, kiểu như gia vị cuộc đời, để thấy có lỗi với nhau và gắng sức yêu nhau nhiều hơn nữa. Người thứ ba, bạn sẽ nói gì nếu như bạn biết người yêu của bạn có người thứ ba, mà người này khiến người yêu bạn yêu bạn nhiều hơn? Tình yêu vốn dĩ là sự sở hữu và ích kỷ. Chắc chắn chẳng ai muốn người yêu mình có một ai đó khác. Cho dù sau đó cô ta, anh ta sẽ yêu bạn nhiều hơn, nhưng cuộc đời lại không dễ thế. Hầu như ai đó đều có người thứ ba. Có đôi khi người thứ ba ấy chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ, đòi hỏi về một sự chung thủy đến tận cùng với nhau là quan đường. Người thứ ba, bạn muốn làm người thứ ba không? Có lẽ sẽ chẳng ai muốn làm người thứ ba, nhưng cuộc đời không dễ thế. Đôi khi ta cũng trở thành một người thứ ba một cách vô thức. Tôi cũng biết những người như thế. Họ không muốn làm người thứ ba, nhưng rồi tình yêu đúng là thứ không có mắt. Họ vô tình trở thành người thứ ba. Làm người thứ ba khổ hay sướng? Ai cũng nghĩ là khổ. Quả đúng là khổ, vì tình yêu vốn dĩ không chấp nhận số lẻ. Nhưng một khi bạn coi hạnh phúc của bạn là người bạn yêu cảm thấy hạnh phúc, thì khi bạn làm người thứ ba, bạn sẽ hạnh phúc. 365 nỗi nhớ. Nỗi nhớ của người thứ ba thường rất đau, chỉ nỗi nhớ đó không bật thành tiếng gọi được, nhất là khi người thứ ba không muốn mình phá vỡ tình yêu của người khác. Truyện ngắn người thứ ba. Lan trở mình thức giấc. Cô quay sang nhìn người đàn ông mình yêu say đắm. Cảm giác được ôm, được hôn, được nằm cạnh người đàn ông này làm cô hạnh phúc. Ánh nắng của buổi sớm ban mai chiếu rọi xuống chiếc giường màu trắng nằm cạnh cửa sổ. Gương mặt người con gái hiện lên nét cười dịu dàng. Eo cô bị siết chặt bởi vòng tay rắn chắc của người đàn ông nằm bên cạnh. Lan trở mình tỉnh giấc. Huy, đừng như thế nữa. Mặc kệ lời Lan nói, Huy vẫn tiếp tục. Hành động đó như một sự trừng phạt vì tội dám nhìn lén anh ngủ say. Lan yêu cái cảm giác này đến ngây ngất. Cô mong sao khoảnh khắc tuyệt vời này mãi mãi không bao giờ trôi qua, để cô và anh được cùng nhau hưởng trọn niềm vui của tình yêu. Tiếng điện thoại vang lên, làm không khí đang vui vẻ trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ.
quay lưng lại phía anh, im lặng không nói bất cứ câu gì. Còn Huy cảm nhận được ánh mắt trượt buồn của người yêu, lòng anh cũng đau lắm. Nhưng tiếng nhạc chuông cứ mãi vang lên, làm anh không thể nào làm ngơ được. Alo, một giọng nói nữ phát ra từ đầu dây bên kia. Sao đêm qua anh không về? Huy ngồi dựa vào thành giường, bàn tay trong vô thức nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Anh thấy dây lan khẽ rung, cảm giác tội lỗi làm Huy không biết phải trả lời như thế nào mới phải với người phụ nữ đang ở đầu dây bên kia. Huy nói, tối qua anh đi bàn chuyện làm ăn với mấy người bạn, rồi ngủ quên luôn tại nhà nó. Lát nữa anh về, em đưa con đi học trước đi. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở nhẹ. Đồ ăn sáng em đã làm, để ở trên bàn. Anh về ăn rồi hãy đi làm tiếp nha. Thôi em đi cúp máy đây. Ừ, anh biết rồi, tạm biệt. Dạ. Huy tắt điện thoại và đặt nó trở lại trên đầu giường. Anh nhoàng người đến ôm Lan vào lòng. Anh biết cú điện thoại vừa rồi làm cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng anh không thể nào làm được gì cho cô ngoài chuyện lén lút qua lại như thế này. Anh là người đàn ông đã có vợ có con, anh không thể mang lại cảm xúc trọn vẹn cho Lan. Anh xin lỗi. Ngoài tiếng xin lỗi, Huy thật sự không biết giải thích như thế nào để Lan được vui hơn. Vòng tay đang ôm cô khẽ siết chặt. Lan quay đầu, khẽ hôn nhẹ lên môi anh. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Em không sao, với em bấy nhiêu là quá đủ. Cô biết mình không thể mong chờ được gì từ người đàn ông này. Chi là cô bạn thân nhất của Lan từ thời cấp 3 đến giờ, chắc cũng chính là vợ của anh, người phụ nữ dịu dàng chưa cúp máy điện thoại khi nãy. Cô biết mình có lỗi với Chi, nhưng cô không thể kiềm chế được tình cảm của mình đối với Huy. Người đàn ông này khiến cô yêu đến ngay dại, khiến cô không còn cách nào dứt ra và buông tay được. Mỗi đêm anh không đến, cô lại nằm trên chiếc giường này tưởng tượng đến hơi thở nồng nàn của anh. Giọt mồ hôi chảy dài từ trên mũi xuống hai cơ thể đang quấn quýt. Nhưng người con gái nằm bên dưới thân anh vào thời khắc đó không phải là cô, mà là người vợ nhất mực yêu thương anh. Cô khóc, khóc vì mình đến quá muộn, khóc vì mình phải chịu uất ức khi trở thành người thứ ba. Lúc đó, cô căm hận người đàn ông này và cô ghét chính bản thân mình vô cùng. Chỉ là một cô gái tốt, một người vợ đảm đang, một người mẹ luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Anh có thể làm gì được cho em đây Lan? Sai lầm lớn nhất cuộc đời anh đó chính là đã đem lòng yêu hai người phụ nữ. Anh biết mọi thứ mình đang làm là tổn thương đến người con gái đang trong vòng tay mình, nhưng anh thật sự không có lựa chọn nào khác. Anh không thể bỏ vợ con mà đến với Lan được. Chi bị bệnh tim bẩm sinh, cô ấy không thể chịu đựng nổi được sự đả kích này. Từ khi lấy cô ấy về đến nay, anh chưa từng không hài lòng về cô ấy bất cứ điều gì. Cô ấy rất tốt, biết suy nghĩ cho chồng, là người vợ hiền, chồng thảo. Còn Lan, người con gái này có tính cách mạnh mẽ và tự lập. Dù biết trong tình yêu tay ba nhất định sẽ có người bị thương tích, nhưng anh vẫn quyết định thà để bản thân anh và Lan chịu đau khổ, chứ không muốn Chi phải gánh nỗi đau do chính tay anh tạo nên. Anh biết mình ích kỷ, anh biết mình không nên làm như thế với em. Nhưng Lan à, anh thật sự không thể tự quyết định mọi thứ. Hãy tha lỗi cho anh được không? Coi như anh tham lam, anh không muốn mất em và cả cô ấy. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc gối trắng tinh, những ngón tay sắc nhọn bấu chặt vào cánh tay đang đặt ngay eo. Cô cảm nhận được nó đang từ từ đi sâu vào trong da thịt anh, nhưng anh không hề chống trả. Anh biết chỉ có như thế mới khiến tâm trạng cô đã được phần nào. Thôi trễ rồi, anh về đi. Bàn tay anh ôm chặt lấy cơ thể cô, hơi thở nam tính lớn tới, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên má Lan. Cảm ơn em, người phụ nữ tuyệt vời của anh. Baby, lại đây dì Lan bế nào. Thân hình nhỏ bé của cậu nhóc nhanh chóng được vòng tay Lan ôm lấy. Cô bế baby lên hôn nhẹ vào cái má mũm mĩm của nó. Nó thích thú cười khanh khách đến hiếp cả con mắt. Bàn tay ú tròn vuốt qua vuốt lại trên mặt Lan, làm cô không kìm được hôn thêm vài cái nữa vào má nó. Hai dì cháu đang giỡn vui vẻ thì tiếng của người mẹ bị bỏ quên cắt ngang. Thôi, hai dì cháu đừng có giỡn nữa. Thằng Bi nó mới uống sữa, cậu ghẹo nó cười như thế nôn hết cả ra cho bà coi. Lan mỉm cười nhìn Chi. Cô kéo tay thằng bé ra khỏi mặt, rồi đặt mình nó xuống đất. Bé Bi ngoan không giỡn nữa, lát cô Lan mua kem cho con, chịu không? Thằng bé gật đầu lia lịa, đôi chân ngắn ngủn đi từng bước lại phía Chi, múa múa hai cái tay đòi Chi bế lên. Bé Bi là con trai của Chi và Huy, nó năm nay đã tròn 3 tuổi.
Thằng bé này đanh lợi, hoạt bát, nó rất thích Lan. Thường hay rảnh rỗi, Chi đều bế nó đến cùng Lan, đi siêu thị mua đồ, hoặc ra công viên ngồi hóng mát. Triết đó cũng thành một thói quen. Hai dì cháu trở nên thân thiết với nhau. Cảm giác mềm mềm mịn mịn khi được bế thằng bé làm Lan thích thú. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên môi mẹ thằng bé, thì lòng cô lại chùng xuống một cách vô chừng. Ba người đi lại phía chiếc ghế đá đằng trước. Chi đặt thằng bé xuống giữa hai người, rồi đưa nó vào một cây kẹo bút. Bì có kẹo nên không thèm đòi bế nữa, ngồi ngoan ngoãn thưởng thức các cục tròn tròn đỏ đỏ ngọt ngọt trên tay mình. Thấy ánh mắt Chi có vẻ buồn, Lan hỏi: "Cậu có chuyện gì không vui à?" Chi quay sang nhìn Lan, nhỏ giọng rồi nói: "Từ hồi sinh bé Bi đến nay, anh Huy thường xuyên vắng nhà và buổi tối không có về. Mình ở nhà rất hiu quạnh. Bé Bi còn nhỏ, lại không thường xuyên được ở bên cha, thật sự rất tội. Mình biết công việc của anh ấy rất nhiều, nhưng..." Nói đến đây, Chi không kìm được nước mắt. Lan nhìn Chi khóc, mà lòng cô cũng theo đó mà nặng xuống. Người con gái này không nên bị đối xử như thế. Thằng bé đáng yêu này phải cần có nhiều thời gian bên cha hơn. Mọi chuyện đều tại cô. Người đàn bà mang tiếng đã phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác, cướp mất mọi thứ của họ. Cô đã sai sao? Lan tự cười chính bản thân mình. Ngay từ đầu quyết định dấn thân vào cuộc chơi này thì cô đã thua rồi. Thua bởi tờ giấy chứng nhận kết hôn, thua bởi thằng bé đáng yêu đang ngồi cạnh bên mình. Lan cười gượng: "Công việc của anh ấy thế nào, không lẽ cậu không biết? Cậu đừng suy nghĩ nhiều như thế. Huy là giám đốc điều hành của một công ty, nên các việc như ngoại giao đều do anh ấy tự giải quyết. Mình là thư ký riêng của Huy, nhưng nhiều lúc thấy anh ấy làm cực như thế, cũng không biết phải khuyên như thế nào. Ngày mai mình sẽ nói với Huy, giao công việc tiếp khách này lại cho các nhân viên khác. Anh ấy sẽ thường xuyên trở về nhà. Cậu đừng có buồn như thế nữa." "Cảm ơn cậu, Lan à." Lá thư gửi từ Lan. "Gửi anh, người đàn ông em yêu. Có lẽ khi anh nhìn thấy bức thư này thì em đã không còn bên cạnh anh nữa. Em quyết định rời khỏi nơi đau buồn này, trả lại cuộc sống vốn yên bình cho anh và Chi. Bé Bi nó cần có sự yêu thương từ cha, Chi cần có tình yêu ấm áp từ chồng. Bọn họ đều gần anh hơn em rất nhiều. Thấy họ đau khổ, em không thể nhẫn tâm cướp mất anh được. Em còn trẻ, chưa lập gia đình, tương lai sau này sẽ không có bất cứ vướng bận gì nữa. Tình yêu em trao cho anh sẽ nhanh chóng được em cất kỹ vào trong góc trái tim. Còn Chi thì khác, cô ấy là vợ anh. Cô ấy đã có bé Bi với anh, thì anh phải biết trân trọng yêu thương cô ấy. Đừng nhớ đến em nữa, em không xứng để anh mong nhớ như thế đâu. Cảm ơn tình yêu của anh dành cho 4 năm. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian em sống hạnh phúc nhất. Hãy tha thứ cho sự ích kỷ, chỉ không chịu nổi được cảm giác chia sẻ người đàn ông mình yêu với người khác. Em không phải là cô gái tốt như anh nghĩ đâu. Hãy đối xử tốt với mẹ con Chi, họ mới là người thân của anh. Bức hình cưới này em chụp từ tháng trước, em định rủ anh đi cùng, nhưng suy nghĩ kỹ lại thôi. Em không có ý làm anh mong nhớ, em chỉ mong anh sẽ giống như em, cất hình ảnh xinh đẹp khi được làm cô dâu của em vào trong góc khuất của trái tim. Hãy quên em đi anh nhé. Chúc anh hạnh phúc, Lan." Anh nên duyên rồi. Em chợt thấy mình còn quá nhiều dự định dang dở chưa thành, còn những lời chưa kịp nói, còn những món quà chưa kịp trao. Thôi thì em sẽ gói ghém lại rồi gửi vào trong ngăn tủ ký ức, để khi lỡ quên em sẽ lôi nó ra để nhắc nhớ về quá khứ, để biết rằng mình cũng đã từng có một giấc mơ chưa bao giờ thành. Em sống giữa ồn ào náo nhiệt của trung tâm Sài Gòn, đi về trong những con phố đông đúc hối hả, ngang qua những công viên của thành phố. Em thấy những người trẻ trao nhau những nụ hôn ấm nồng một cách vô tư, như thể chẳng cần biết ngày sau sẽ ra sao. Có lẽ vì còn trẻ nên họ bất cần thì phải. Đáng lẽ con tim em phải nhói lên khi nhìn những hình ảnh hạnh phúc kia cứ thoáng qua trong mắt mình. Nhưng mà nó chỉ trách mắng em sao lại dửng dưng, vô tình khi mà đã từng cho nó những tháng năm yêu sâu như bọn trẻ dại kia. Nó trách em sao cứ mãi đóng chặt, mãi cho nó những ngày hốc hác, héo úa. Em nào muốn con tim mình lạnh lùng đâu, chỉ là
em đã lỡ nhịp nên đã đành để nó yên như thế trong những năm tháng còn lại. Em là Di, kẻ điên cuồng mơ ước, thích ngắm những cơn mưa, yêu những con sóng dỗ bờ, thương anh, chàng trai hiền lành chân chất, yêu màu tím bằng lăng, thích những con đường đầy nắng, hai con người từng chung nhịp thở. Dòng tố vô tình cuốn nhịp thở đi xa, để anh là của người ta, còn em thì lạc lối chia xa. Dân, chúng tôi mong bạn Hằng hãy tin và sống tốt cho lựa chọn của mình. Mong rằng các bạn sẽ đi qua tuổi trẻ của mình đầy nhiệt huyết, dẫu có đôi lúc trên con đường ấy, bạn chấp phải những sự đau đớn. Cảm ơn tất cả khán giả đã lắng nghe những câu chuyện tình yêu với Hamlet Trương trong radio của Low Ship, đặt món nào cũng free ship. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.